Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 571. Cuồng bạo kiếm khí gió lốc quét sạch mà lên, vô song kiếm thế, mang theo thiên đế thần uy, muốn đem Diệp Thần nghiền ép. Diệp Thần cũng là cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng gào thét mà đến, bất quá hắn không chút nào hoảng, trên thân kim quang vạn đạo nở rộ, một tiếng quát mắng. Thiên thủ bách tí, đại uy thiên long, mở. Chỉ gặp hùng vĩ một màn xuất hiện. Diệp Thần hai tay giơ cao mà lên, lung lay nhoáng một cái, trong chớp mắt, hắn đôi cánh tay, liền hóa thành thiên thủ bách tí. Luân hồi Phật tư thái hạ Diệp Thần, lại mở ra thiên thủ bách tí đại thần thông pháp tướng, hắn lập tức liền hóa thân thành thiên thủ Phật đà, pháp tướng vô cùng trang nghiêm hạo lớn, phía sau lại lộ ra vô tận hủy diệt áo nghĩa, cho dù là Phật tổ đích thân tới, đều khó có khả năng có hắn lớn như thế khí tượng. Hống! Kinh thiên long ngâm vang vọng. Huyết long xoay quanh đến Diệp Thần trên cánh tay, theo Diệp Thần thiên thủ bách tí đại pháp tướng mở ra, nó thân thể cũng phân quang hóa ảnh, huyễn hóa ra trăm ngàn đầu phân thân. Mỗi đầu phân thân đều quấn quanh lấy Diệp Thần cánh tay, tại kia thiên thủ bách tí đại uy thiên long khí tức xâm nhiễm dưới, nó toàn thân mỗi một khối vảy rồng, đều hóa thành sáng chói hoàng kim nhan sắc, mỗi một đôi tròng mắt, đều lóe ra kinh khủng hủy diệt quang mang. Một màn này, thực sự quá hùng vĩ, Diệp Thần triển khai thiên thủ bách tí tư thái. Như thiên thủ Phật đà, thân thể lại lần nữa cất cao, từ ngàn trượng hóa thành vạn trượng, nguy nga như đỉnh thiên lập địa. Phật quang cùng hủy diệt uy nghiêm bao phủ khắp nơi, sáng đạo cung bày ra phong thiên đại trận, tại hắn khí thế mạnh mẽ nghiền ép dưới, hệ tinh bích đúng là răng rắc rung động, xuất hiện từng đầu khe hở, phảng phất tiếp theo sát liền muốn bạo liệt ra đi. Đây là... Thiên Hằng chân nhân nhìn xem Diệp Thần bộ này thật lớn khí tượng, tại chỗ liền sợ ngây người. Thời khắc này Diệp Thần loại trừ sáng chói Phật quang bên ngoài, còn có cực kỳ khủng bố khí tức hủy diệt lan tràn tới, làm cho chung quanh hắn thời không sụp đổ thành hư, xuất hiện vô số nhỏ xíu vết nứt màu đen, thiên địa phảng phất đều muốn nghiền nát. Đây không phải phổ thông Phật đà khí tượng, đây là thiên thủ bách tí đại uy thiên long kinh thiên pháp tướng. Là Shiva vô thượng tuyệt học. Shiva rất nhiều tuyệt học bên trong, lấy Shiva thập pháp cường đại nhất, mà thiên thủ bách tí đại uy thiên long chính là Shiva thập pháp một trong. Môn tuyệt học này, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, truyền thuyết Shiva từng chúng trụ thần luận võ, hắn mở ra thiên thủ bách tí đại uy thiên long vô thượng pháp tướng, lấy sức một mình, đánh đến cái khác trụ thần không cách nào ngẩng đầu, từ đây đặt vững hắn hủy diệt chi thần, sức chiến đấu thiên ngoại đệ nhất địa vị. Hiện tại Diệp Thần mở ra thiên thủ bách tí đại uy thiên long pháp tướng, khí thế của hắn, đương nhiên so ra kém năm đó Shiva, thậm chí không kịp một phần vạn, nhưng từ hắn trên người tán phát ra khí tức hủy diệt. Lại làm cho đến Thiên Hằng chân nhân ngạt thở, hai mắt trừng lớn, thân thể phát run, không dám tin vào hai mắt của mình. Shiva thập pháp, ngươi thế mà lĩnh ngộ Shiva thập pháp, đây không có khả năng. Thiên Hằng chân nhân hét dầm lên, phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Phải biết, Shiva thập pháp huyền bí, ghi lại Vi Đà chân kinh tác phẩm vĩ đại bên trong, mà Vi Đà chân kinh tác phẩm vĩ đại, tại bến bờ vũ trụ, vô vô thời không không thấy được. Vô thời không có, chỉ là ba mảnh lẻ loi trơ trọi tàn trang. Thiên Hằng chân nhân vạn vạn cũng không nghĩ tới, Diệp Thần dựa vào ba mảnh tàn trang, thế mà gắng gượng liền lĩnh ngộ ra Shiva thập pháp bên trong huyền bí, nắm trong tay môn này thiên thủ bách tí đại uy thiên long thần thông. Tại mở ra thiên thủ bách tí thần thông về sau, Diệp Thần cảm thấy mình linh khí, cấp tốc trôi qua, còn có huyết long khí tức, cũng là cấp tốc trôi qua. Phảng phất sinh mệnh đều muốn triệt để bị hao hết. Môn thần thông này, mặc dù uy lực to lớn, nhưng đối khí tức cùng một bộ phận sinh mệnh tiêu hao, cũng là vô cùng to lớn, Diệp Thần trực tiếp liền điều ra thánh tuyển chi thủy, đại lượng bốc cháy lên, cuồn cuộn năng lượng tuôn ra, thiên thủ bách tí đại uy thiên long khí tượng, lập tức liền lớn mạnh, mà hắn khí tức của mình tiêu hao, cũng là giảm bớt rất nhiều. Phá! Diệp Thần ánh mắt đột nhiên lăng lệ, thiên thủ bách tí cùng nhau đánh ra, thần trưởng gào thét, huyết long cuồng hống, uy thế bá đạo. Mang theo vô thượng hủy diệt áo nghĩa, quét sạch thiên địa gió lớn, vô cùng hung mãnh hướng về Thiên Hằng chân nhân vỗ tới. Phô thiên cái địa trường ảnh, phô thiên cái địa Phật pháp kim quang cùng hủy diệt phong bạo, tại thời khắc này triệt để nổ tung, tràng diện quá hùng vĩ, quả thực là băng thiên diệt địa. Nhìn xem cái này phô thiên cái địa bạo sát mà đến trường ảnh, Thiên Hằng chân nhân toàn sững sờ, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, bất kỳ phản kháng, tại cái này thiên thủ bách tí bàng bạc nghiền ép dưới. Đều lộ ra như châu chấu đá xe buồn cười. Phanh phanh phanh. Diệp Thần thiên thủ bách tí đại uy thiên long thần trưởng,
cuồng bạo vô song đánh vào Thiên Hằng chân nhân trên thân, phát ra dày đặc tiếng nổ vang, cái sau tại chỗ liền bị đánh bại trên mặt đất. Diệp Thần một chưởng bàn tay nổ tung xuống dưới, đem Thiên Hằng chân nhân đánh đến thật sâu lâm vào bên trong lòng đất, đại địa cũng là trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố hố sâu, bụi mù cuồn cuộn. Thiên Hằng chân nhân trên người huyền vũ chiến giáp, hắc thủy linh khí như biển cả, linh khí không ngừng dập dờn ra gợn sóng, không ngừng hóa giải Diệp Thần trưởng lực, nhưng Diệp Thần thiên thủ bách tí trưởng thế, thực sự quá mức hung mãnh, cho dù là huyền vũ chiến giáp, cũng không thể hoàn toàn hóa giải. Thiên Hằng chân nhân chỉ cảm thấy từng đợt bá đạo trưởng lực, xuyên thấu qua chiến giáp xông nhập thể nội, hắn toàn thân xương cốt đều bị đánh đến sụp đổ, kinh mạch đứt đoạn, đau đớn kịch liệt toàn tâm mà tới. Chiến giáp hạ hắn, đã dần dần thành một đoàn mơ hồ thịt muối. Diệp Thần thiên thủ bách tí đại khí tượng, đại thần uy, quả thực là kinh thiên động địa, Tinh Diên cùng đông đảo sáng đạo cung đám võ giả, đều là sợ ngây người, dừng lại chiến đấu, hơi có chút chật vật lui lại. Nếu như bọn hắn không lui lại, chỉ là Diệp Thần tản ra khí thế, cũng đủ để đem bọn hắn ép diệt. Mà tại sáng đạo cung bên trong sơn môn, vô số người mắt thấy Diệp Thần vĩ ngạn nguy nga chừng vạn trượng thân thể, kia thiên thủ bách tí kinh thiên pháp tướng, nhường ở đây mỗi người đều rung động. Đây chính là luân hồi chi chủ thực lực chân chính sao. Đạo huyền tổ sư chắp hai tay sau lưng, vốn là tại trên một đỉnh núi ngồi xuống, nhưng nhìn thấy Diệp Thần khủng bố như thế khí tượng về sau. Hắn cũng là ngồi không yên, đứng dậy nhìn Diệp Thần thân ảnh, suy nghĩ xuất thần, vừa tối ám may mắn. May mắn, trước đó đuổi bắt, hắn không có trực tiếp ra mặt, mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Bằng không mà nói, nếu như đột nhiên đối mặt Diệp Thần như thế uy thế kinh khủng, hắn đều không có nắm chắc có thể triệt để nghiền ép Diệp Thần. Hiện tại biết Diệp Thần nắm giữ Shiva vô thượng tuyệt học, trong lòng của hắn đã nắm chắc, bàn nghĩ ra đủ loại cách đối phó. Xem ra Thiên Hằng cùng Huyền Vũ, coi như cộng lại, đều đánh không lại tiểu tử kia, chỉ có ta tự mình xuất thủ. Đạo huyền tổ sư bấm ngón tay tính một cái cắt hung, ánh mắt cũng là trở nên sâm nghiêm lăng lệ, tiếp theo sát, thân hình hắn hô một tiếng, ngự phong phóng lên tận trời, hướng về bên kia chiến trường bay đi. Mà tại sáng đạo cung nơi nào đó trong đình viện, Khương Khiếu Vân cùng Kiếm Vũ Điện vô số cường giả nhóm, mắt thấy Diệp Thần vĩ ngạn vạn trượng thân ảnh vàng óng, bọn hắn cũng là vô cùng chấn động. Luân hồi chi chủ, người cùng Tinh Diên, nhất định phải bình an a. Khương Khiếu Vân thì thào thầm thì, nội tâm tràn ngập lo lắng, bởi vì nàng đã vừa mới nhìn thấy, đạo huyền tổ sư phóng lên tận trời thân ảnh. Nếu là đạo huyền tổ sư xuất thủ, nàng cũng không dám nói thắng bại như thế nào. Bây giờ nàng cùng Kiếm Vũ Điện người, đều bị đạo huyền tổ sư giam lỏng, đạo huyền tổ sư cũng không có lựa chọn giết người, cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là giá quá lớn. Khương Khiếu Vân dù sao cũng là Kiếm Vũ Điện thánh nữ, tự thân liền là thiên đế, đạo huyền tổ sư cưỡng ép muốn giết người, Khương Khiếu Vân một cái liều mạng tự bạo, hắn cũng không chịu nổi. Hiện tại thế cục tiêu điểm, liền trên người Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần, đã nhanh đem Thiên Hằng chân nhân đánh thành thịt muối, kia huyền vũ chiến giáp cũng là pháp tắc hỗn loạn, linh khí như sóng gợn nhộn nhạo. Huyền vũ chiến giáp tuy có lấy kinh thiên lực phòng ngự, nhưng ở Diệp Thần thiên thủ bách tí bá đạo oanh kích dưới. Chiến giáp bên trong huyền vũ đế quân linh hồn, lại là rất khó chịu, lại tiếp tục như thế, hắn rất có thể muốn bị Diệp Thần diệt hồn bạo sát. Huyền vũ đế quân muốn chạy, nhưng ở Diệp Thần mãnh liệt oanh kích dưới, hắn căn bản chạy không thoát. Thiên Hằng, ta ban thưởng ngươi bầu trời chúc phúc, nhanh dùng thiên không chi dực. Mắt thấy Thiên Hằng chân nhân, liền bị Diệp Thần đánh chết, phương xa bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm thê lương, kia đúng là đạo huyền tổ sư thanh âm. Theo thanh âm này truyền đến, còn có một đạo xanh thẳm như bầu trời nhan sắc thần quang. Xoạt, kia xanh thẳm thần quang, bắn tới Thiên Hằng chân nhân trên thân, liền tựa như một loại nào đó vô thượng chúc phúc. Thiên Hằng chân nhân đạt được bộ này chúc phúc, lúc đầu sắp chết hắn, lập tức liền mở to mắt, dùng gào thét thanh âm nói, đa tạ lão tổ. Xoạt, tiếp theo sát, một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp Thiên Hằng chân nhân trên thân, bầu trời xanh thẳm thần quang bạo dũng. Đúng là sau lưng hắn triển khai một đôi màu xanh thẳm cánh khổng lồ, phía trên hiện đầy cổ xưa hình thú phù văn. Thiên không chi dực, mở. Thiên Hằng chân nhân dương cánh, lập tức liền một cái lắc mình, bay đến trên bầu trời. Diệp Thần chân mày vẩy một cái, hắn thiên thủ bách tí, phô thiên trưởng ảnh oanh kích, cỡ nào hung mãnh dày đặc, Thiên Hằng chân nhân thế mà có thể né tránh như thế dày đặc oanh kích, một chút liền bay đến trên trời. Từ trên thân Thiên Hằng chân nhân,
Diệp Thần cảm nhận được một cỗ tự do chân lý, kia là bầu trời tự do, không nhận bất luận cái gì ước thúc. Có chút ý tứ. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Thiên Hằng chân nhân sau lưng màu lam cánh, cũng là bắt được vô thượng tự do đạo uẩn, kia là đến từ thiên không mệnh cách đạo uẩn, ẩn chứa ngày xưa thiên không thú hoàng đại đạo pháp tắc. Đây không phải Thiên Hằng chân nhân có thể lĩnh ngộ ra tới pháp tắc, là đạo huyền tổ sư lĩnh ngộ, lấy chúc phúc thủ đoạn, ban cho Thiên Hằng chân nhân sử dụng. Vạn cổ đến nay, đạo huyền tổ sư một mực đau khổ tìm kiếm đạt được thiên không mệnh cách, mặc dù hắn đến trước mắt đều còn không có đạt được, nhưng không ngừng ngắm nhìn bầu trời, cảm ngộ thiên đạo, hắn cũng là lĩnh ngộ ra một điểm thiên không mệnh cách huyền bí. Cái này thiên không chi dực, chính là từ thiên không mệnh cách bên trong diễn hóa tới đại thần thông. Luân hồi chi chủ, ngươi làm hại ta thật đáng a. Hôm nay nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiết mối hận trong lòng ta. Thiên Hằng chân nhân nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy nổi giận, thiên không chi dực chấn động một cái, hô một tiếng quét sạch nổi gió bạo, hướng về Diệp Thần bạo bay mà tới. Diệp Thần thiên thủ bách tí tề xuất, ngập trời trường ảnh loạn vũ, hướng về Thiên Hằng chân nhân đánh tới, nhưng lạ thường một màn xuất hiện, chỉ gặp Diệp Thần phô thiên cái địa trường ảnh oanh giết tiếp, thế mà sợ không đụng tới Thiên Hằng chân nhân mảy may. Thiên Hằng chân nhân phe phẩy thiên không chi dực, thân phụ tự do lẽ phải, tựa như bầu trời chim bay linh hoạt, không gây so linh xảo từ Diệp Thần thiên thủ bách tí khe hở bên trong xuyên qua, một chút liền giết tới Diệp Thần trước mặt, một trường mang theo bầu trời bàng bạc uy áp, chụp về phía Diệp Thần mặt, chết đi. Diệp Thần mắt thấy Thiên Hằng chân nhân bàn tay đánh tới, gặp nguy không loạn, thiên thủ bách tí lập tức co rút lại thành một trường, quát thiên thủ quy nhất, vạn pháp như lai, đại hủy diệt. Chỉ gặp kia thiên thủ bách tí ẩn chứa hủy diệt áo nghĩa, cũng là đều hội tụ một thể, theo Diệp Thần một trường bạo giết ra ngoài. Đây là kinh thiên hủy diệt một trường này đánh ra làm cho thiên địa khí voi biến động, bầu trời trong nháy mắt liền tối xuống, âm phong thảm thảm, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm màu xanh thẳm. Thiên Hằng chân nhân chấn sợ, cái này thiên thủ quy nhất đại hủy diệt khí tượng, nhưng hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hai người song trưởng giao kích, bộc phát nổ vang rung trời, khí lãng nổ tung. Diệp Thần thân thể vị nhưng bất động, tựa như núi cao trầm ổn. Phốc phốc, Thiên Hằng chân nhân lại cuồng phun ra một ngụm máu tươi, mang theo một chút nội tạng mảnh vỡ, lập tức bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp liền bị trọng thương, gương mặt biến đến vô cùng trắng bệch. Điên rồi, tiểu tử này, thật là điên rồi, hắn làm sao lại cường đại như thế? Thiên Hằng chân nhân mộng, đạo tâm gần như nghiền nát, hắn nhìn xem Diệp Thần, thật giống như thấy được lấp kín không thể vượt qua tường cao. Hắn quay đầu nhìn thấy một đạo thân ảnh già nua, đang nhanh chóng bay tới, đó chính là đạo huyền tổ sư. Hắn thân thể run rẩy một chút, lập tức liền chấn động thiên không chi dực, hướng đạo huyền tổ sư bay đi. Không cần chạy, táng thiên luân hồi bàn, đại táng đưa. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, nhưng không có cho Thiên Hằng chân nhân cơ hội chạy trốn, hai tay một chút bấm quyết, thánh tuyển chi thủy năng lượng suy suy thiêu đốt, thôi động luân hồi pháp, sau lưng liền hiện ra một cái cự đại luân hồi bàn, tản mát ra mênh mông táng diệt khí tức, phảng phất có thể mai táng chư thiên. Táng thiên luân hồi bàn quang mang, một chút bắn ra, Thiên Hằng chân nhân lọt vào ánh sáng bao phủ, một chút liền cảm giác đến đại não kịch liệt đau nhức, sau lưng thiên không chi dực, cũng rất giống bị thứ gì khóa lại bay không nổi. Vô thượng tự do lẽ phải, mênh mông bầu trời, tại Diệp Thần táng thiên luân hồi bàn bức xạ dưới, đều muốn bị giam cầm, bầu trời đều muốn bị chôn vùi, vô cùng kinh khủng. Không! Thiên Hằng chân nhân kêu to một tiếng, liều mạng giãy giụa, cánh vỗ, muốn đào thoát Diệp Thần luân hồi bàn hấp dẫn, nhưng căn bản không có tác dụng. Diệp Thần táng thiên luân hồi bàn, tản mát ra hấp lực cường đại, một chút liền đem Thiên Hằng chân nhân hút tới. Thiên Hằng chân nhân bỗng chốc bị hút nhập luân hồi bàn bên trong, theo luân hồi bàn chuyển động, hắn thân thể cùng linh hồn, đều lọt vào kinh khủng say nghiền, cả người phát ra bén nhọn kêu thảm. Răng rắc, Diệp Thần luân hồi bàn, chậm rãi chuyển động, phát ra một trận không khoái thanh âm, chuyển động 10 phần gian nan, bởi vì hắn muốn say nghiền, không chỉ là Thiên Hằng chân nhân, còn có Huyền Vũ chiến giáp. Huyền Vũ chiến giáp lực phòng ngự, thực sự quá kinh khủng, cho dù là Diệp Thần cái này táng thiên luân hồi bàn, cũng không thể nghiền nát. Bất quá, tại to lớn say nghiền áp lực dưới, Huyền Vũ đế quân không cách nào lại duy trì chiến giáp hình thái, kia bộ chiến giáp tán loạn hóa thành nguyên thủy màu đen linh khí, liều mạng muốn ra bên ngoài bay ra ngoài, nhưng ở luân hồi bàn lực hút dưới, căn bản là không có cách đào thoát. Luân hồi bàn vận chuyển,
bắt đầu thông suốt một chút, Diệp Thần con mắt nhắm lại, yên lặng nhìn xem, hắn biết, hắn không cách nào nghiền nát Huyền Vũ mảnh vỡ, nhưng có thể nghiền nát Huyền Vũ Đế Quân linh hồn. Nếu như ép diệt Huyền Vũ Đế Quân linh hồn, kia Huyền Vũ mảnh vỡ, liền có thể lần nữa khôi phục thuần túy, đến lúc đó, Diệp Thần liền có thể nhẹ nhõm luyện hóa trưởng khống. A, lão tổ cứu ta! Huyền Vũ Đế Quân tiếng kêu thảm thiết, cũng là từ luân hồi bàn bên trong truyền ra, linh hồn của hắn, có thể không chịu nổi cái này táng thiên luân hồi bàn say nghiền, hắn liền hướng đạo huyền tổ sư phát ra kêu cứu. Chỉ gặp một vệt kim quang, từ phương xa bay vụt mà đến, chính là đạo huyền tổ sư, ánh mắt hắn trong mang theo sâm nghiêm cùng thâm trầm chi sắc, nhìn xem Diệp Thần kia cao vạn trượng nguy nga thân thể, còn có phía sau hắn luân hồi bàn. Thời khắc này Diệp Thần, khí tượng quá to lớn, liền cả đạo huyền tổ sư, cũng cảm nhận được vô cùng kiêng kỵ. Thiên đế huyễn tay không. Đạo huyền tổ sư mắt thấy Huyền Vũ Đế Quân, trong luân hồi bàn giãy giụa lấy, đại thủ lập tức nhô ra, pháp tướng hiển hóa, bàn tay hóa thành che trời to lớn, hoành không chộp tới, lại thẳng nhập luân hồi bàn bên trong đi. Bàn tay của hắn, mông lung, như thật như ảo, cưỡng ép duỗi nhập luân hồi bàn, thế mà không nhận táng diệt say nghiền ảnh hưởng, trở tay co lại, liền từ luân hồi bàn bên trong rút ra một đạo màu đen linh quang, hơi nước bốc hơi, linh quang một chút ngưng tụ, liền hiển hóa ra Huyền Vũ Đế Quân thân ảnh. Đa tạ lão tổ cứu mạng. Huyền Vũ Đế Quân gương mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, vừa mới nếu như không phải đạo huyền tổ sư xuất thủ, linh hồn hắn đã bị Diệp Thần luân hồi bàn ép chết rồi. Đạo huyền tổ sư đem cứu ra, trên mặt lại không có cái gì vẻ mừng rỡ, bởi vì, hắn chỉ cứu ra Huyền Vũ Đế Quân, Thiên Hằng chân nhân cũng đã bị Diệp Thần triệt để nghiền chết. Thiên Hằng chân nhân xem như hắn phụ tá đắc lực, lần này vẫn diệt, hắn tổn thất cực lớn. Mà lại, từ nơi sâu xa, đạo huyền tổ sư cảm giác được, Thiên Hằng chân nhân chết, khả năng sẽ còn mang đến to lớn tai biến. Diệp Thần nhìn thấy đạo huyền tổ sư giáng lâm, vừa ra tay liền cứu ra Huyền Vũ Đế Quân, nội tâm cũng là âm thầm kiêng kỵ cái trước thực lực. Bất quá hắn cùng không hoảng hốt, hắn cũng dự liệu được, muốn lấy được Huyền Vũ mảnh vỡ, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy, bây giờ có thể trước giết chết Thiên Hằng chân nhân, hắn đã có chút hài lòng. Mộ chủ, thiên đế máu có, nhanh quán chú đến chủy thủ vũ kỳ quan bên trong. Luân hồi trong mộ địa, thiên đấu sát thần gặp Diệp Thần nghiền sát Thiên Hằng chân nhân, lập tức đại hỉ, kêu lên. Diệp Thần âm thầm gật đầu, không do dự, lập tức liền đem luân hồi bàn bên trong máu tươi, liền là vừa vặn nghiền nát Thiên Hằng chân nhân đạt được huyết tương, toàn bộ quán chú bổ túc vào chủy thủ vũ bản vẽ bên trong đi. Chủy thủ vũ kỳ quan, đạt được đại lượng thiên đế máu rèn luyện, lập tức nở rộ cuồn cuộn thần quang, vô song phong mang muốn hiển lộ ra. Đã thấy đạo huyền tổ sư, cứu ra Huyền Vũ Đế Quân về sau, liền từ tốn nói, ngươi thối lui đến đằng sau ta đi. Huyền Vũ Đế Quân hoảng hốt vội nói, đúng, liền lui đến đạo huyền tổ sư sau lưng. Ở đây sáng đạo cung cùng Thiên Hằng giáo phái đám võ giả, cũng nhao nhao về tới đạo huyền tổ sư bên người, cảnh giác nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần thân thể nhoáng một cái, từ cao vạn trượng tư thái, khôi phục nguyên bản bộ dáng, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đạo huyền tổ sư. Vừa mới hắn đánh với Thiên Hằng chân nhân một trận, tuy có thánh tuyển chi thủy trợ lực, nhưng hắn cùng huyết long tự thân tiêu hao cũng không nhỏ, lúc này đối mặt đạo huyền tổ sư, hắn cũng là cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Huyết long âm thầm nói ra, chủ nhân, chúng ta bộ này trạng thái, khả năng đánh không lại cái này lão tạp mau a. Diệp Thần nói, đừng hoảng hốt, cửu thương cổ hoàng lập tức liền thức tỉnh. Lúc này Tinh Diên đứng ở Diệp Thần bên người, nhẹ nói, Diệp Thần, ta không được, chúng ta vẫn là chạy đi. Trên người nàng vĩ thú khí tức, đã thu liễm trở về, cỗ này vĩ thú chi lực, cực kỳ cường đại, nhưng nàng cũng vô pháp thời gian dài vận dụng. Mà lại dưới trạng thái bình thường, nàng coi như bạo hai đuôi, cũng chẳng qua là tương đương với nhị phẩm thiên đế, hoàn toàn không phải đạo huyền tổ sư địch thủ. Cho nên, hiện tại nàng liền định rút lui, lấy nàng cùng Diệp Thần thực lực hôm nay, nếu quả như thật khăng khăng muốn đi, đạo huyền tổ sư cũng lưu không được. Đạo huyền tổ sư nghe được Tinh Diên thanh âm, mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, các ngươi muốn đi, cũng là có thể, người đưa người vũ trụ mệnh cách lột bỏ đến, giao cho ta chính là, ta có thể cung tiễn ngươi rời đi. Tại ban sơ thời điểm, đạo huyền tổ sư là nghĩ trực tiếp giết chết Diệp Thần, dù sao trong mắt hắn, Diệp Thần chỉ là một cái tiếm chủ, giết có thể tuyệt hậu mắc. Nhưng bây giờ, kiến thức đến Diệp Thần kinh thiên thực lực về sau, đặc biệt là kia thiên thủ bách tí đại uy thiên long thần thông, là hắn biết Diệp Thần cường đại. Mặc dù trong lòng hắn,
đã bàn nghĩ ra đủ loại cách đối phó, hắn cũng có lòng tin chiến thắng Diệp Thần, nhưng đại giới tuyệt đối là to lớn. Cho nên, hắn cũng nguyện ý nhường Diệp Thần rời đi, chỉ cần Diệp Thần chịu lưu lại một chút đồ vật. Muốn ta vũ trụ mệnh cách? Diệp Thần cười cười, hắn còn nhớ rõ, lúc trước phần tịch Linh Sơn, đối cái này vũ trụ mệnh cách cũng là vô cùng khát vọng. Đạo huyền tổ sư híp mắt cười nói, chính là, cái này vũ trụ mệnh cách, chính là thiên đạo lục mệnh một trong, ngươi tu vi quá thấp, cũng không phát huy ra uy lực gì, chẳng bằng lột bỏ đến cho ta, có lẽ chúng ta còn có thể hóa thù thành bạn. Diệp Thần cười nói, muốn mạng của ta cách, ngươi có thể tự mình đến tước đoạt thử một chút. Nghe được Diệp Thần cái này mang theo lạnh lùng cùng mỉa mai lời nói, đạo huyền tổ sư gương mặt lập tức trầm xuống, nói, luân hồi chi chủ, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật vạch mặt, ngươi không phải địch thủ của ta. Diệp Thần cười nói, thật sao? Vậy thì thử một chút. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thần dẫn đầu làm khó dễ, thân thể bão táp mà ra, huyết long xoay quanh, thánh tuyển chi thủy điên cuồng sôi trào thiêu đốt, toàn thân khí tức tiêu thăng đến cực điểm, trong tay hiện ra một thanh cự kiếm, mang theo vô song thiên uy, điên cuồng chém hướng đạo huyền tổ sư. Cái chuôi này cự kiếm, đúng là đạo thiên kiếm. Không là tiểu đạo thiên kiếm, mà là chân chính vĩ đại kỳ quan, đạo thiên kiếm. Tại huyết long cùng thánh tuyển chi thủy trợ lực dưới, Diệp Thần trực tiếp liền tuôn ra đạo thiên kiếm, kỳ quan vĩ đại khí tức nổ tung, trên thân kiếm phù văn lưu chuyển, thần quang ngút trời, toàn bộ sáng đạo nhai thế giới, đều bị kiếm của hắn, mang đến ẩm ẩm chấn động, phảng phất tiếp theo sát liền muốn sụp đổ. Giờ khắc này Diệp Thần, phảng phất liền là một cái khác thiên đạo. Cỗ khí thế này, cùng thiên thủ bách tí đại uy thiên long hủy diệt khí thế, hoàn toàn khác biệt, là một loại che đậy càn khôn. Trưởng khống thương khung, đóng đầu vạn giới đại trật tự chi lực, là thiên đạo chi lực, là một loại khác thiên đạo lực lượng. Nắm chặt đạo thiên kiếm Diệp Thần, phảng phất liền là tại chấp trưởng thiên đạo. Tại kia đạo thiên kiếm phía trên, còn tách ra văn minh ánh sáng, Diệp Thần đem đại hiền giả truyền thừa ánh sáng, đều đúc nóng trong đó, cả thanh kiếm mang theo một cỗ cường hoành áp chế lực, muốn chân áp hết thảy. Nhìn thấy Diệp Thần như vậy khí thế kinh khủng, đạo huyền tổ sư sau lưng vô số cường giả nhóm nhao nhao kinh hô lui lại, hoàn toàn không dám tới gần. Mà đạo huyền tổ sư, thì là trầm ổn chấn định bộ dáng, gặp nguy không loạn, mảy may cũng không kinh hoàng, hét dài một tiếng, nói thật là thần thông. Luân hồi chi chủ, trận chiến ngày hôm nay, mặc kệ thành bại, ta đời này không uổng công vậy. Làm đã từng cùng thiên tổ luận đạo cường đại tồn tại, đạo huyền tổ sư tính cách phức tạp, có âm tàn ngang ngược tàn khốc một mặt, cũng có đại tông sư hào khí, hắn nhìn thấy Diệp Thần đạo thiên kiếm cường đại. Cũng là 10 phần bội phục, có thể cùng Diệp Thần loại cấp bậc này đối thủ chiến đấu, mặc kệ thành bại, đều tính nhân sinh một vui thú lớn. Lớn trời sập diệt, chỉ gặp đạo huyền tổ sư hai tay tề xuất, thương lam sắc thần quang phun trào, mang theo bầu trời sụp đổ bá đạo chi thế, song trưởng một trưởng tiếp một trưởng cuồng chụp mà ra, quét sạch lên kinh thiên trưởng phong khí lãng, thế mà dựa vào một đôi tay không, gắng gượng đi đối kháng Diệp Thần đạo thiên kiếm. Diệp Thần đạo thiên kiếm cuồng vung. Nghĩ bổ về phía đạo huyền tổ sư, nhưng lại bị một cỗ trong nhu có cương trưởng phong ngăn trở, thân kiếm cứng đờ tại nguyên chỗ, càng không có cách nào tiến thêm. Đạo huyền tổ sư trưởng thế, cũng là bị Diệp Thần kiếm khí chỗ chặn đường, song phương vừa ra tay, lại lập tức liền lâm vào trong giằng co. Tinh Diên cùng sáng đạo cung đám võ giả, vô cùng khẩn trương quan chiến, bọn hắn biết, loại cấp bậc này chiến đấu, bọn hắn chỉ sợ là không xen tay vào được. Trời bạo đại chú. Rằng qua phía dưới, đạo huyền tổ sư dẫn đầu biến chiêu, hai con ngươi lóe ra màu lam phù văn, một cỗ bàng bạc khí lưu, lập tức tại hắn cùng Diệp Thần thân thể ở giữa tụ tập, sau đó oanh một tiếng bạo tạc, cường hoành bạo tạc đem Diệp Thần chấn lui ra. Đạo huyền tổ sư cũng là liên tiếp lui về phía sau, hai người thực lực cường đại, lần này bạo tạc đều không bị tổn thương. Thiên thú triệu hoán thuật. Đạo huyền tổ sư lần nữa đoạt công, hai tay bóp quyết, dưới chân hiện ra một cái cự đại xanh thẳm trận pháp. Từ trong trận pháp xông ra trăm ngàn đầu to lớn hung thú, trăm ngàn hung thú gầm thét, nhe răng nứt mắt, diện mục dữ tợn, hướng về Diệp Thần cuồng nhào mà đi. Thiên thú này triệu hoán thuật, cũng là đạo huyền tổ sư lĩnh hội thú hoàng pho tượng, nhìn trộm thiên không mệnh cách, lĩnh ngộ ra tới tuyệt học, nguồn gốc từ thiên không thú hoàng, có thể triệu hoán viễn cổ hung thú. Cái này trăm ngàn hung thú như cuồng triều bạo dũng mà đến, nếu là đổi lại phổ thông thiên đế, chỉ sợ muốn bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Hống. Huyết long gào thét, nghĩ dựa vào uy nghiêm của mình, đẩy lui hung thú, nhưng không có mảy may hiệu quả.
Đám hung thú này nguyên tử viễn cổ, vô cùng cường đại, liền huyết long đều không thể trấn nhiếp. Diệp Thần mắt thấy đến rất nhiều hung thú đánh giết mà đến, cũng là không chút nào hoảng, hét dài một tiếng, quát, chủy thủ vũ, rơi. Theo Diệp Thần tiếng gào rơi xuống, trong cơ thể hắn thần quang bạo tạc, tế ra một bức cổ xưa đồ quyển, đó chính là chủy thủ vũ kỳ quan đồ quyển. Đồ quyển triển khai, một chút lên tới chân trời, bầu trời trở nên đen xuống, sao lốm đốm đầy trời, liền thấy kia khắp trời đầy sao, như bay lưu thẳng xuống dưới chút xuống xuống tới, mang theo cực kỳ lăng lệ phong mang. Đạo huyền tổ sư nhìn xem chút xuống đầy sao, lập tức sắc mặt biến hóa, kia rơi xuống không phải tinh thần, lại là từng thanh sắc bén chủy thủ. Chủy thủ như mưa đầy trời rơi xuống, tràng diện cực kỳ hùng vĩ, tựa như muốn xuyên qua thế gian hết thảy. Chủy thủ vũ, ngày xưa cửu thương cổ hoàng kỳ quan, ngươi cùng cửu thương cổ hoàng quan hệ thế nào? Đạo huyền tổ sư đại chấn, nhận ra môn này kỳ quan lai lịch, chính là tới từ cửu thương cổ hoàng. Cửu thương cổ hoàng là ngày xưa nhân hoàng, cũng là lục đạo cổ thần bên trong lãnh tụ vĩ đại, lòng dạ mênh mông, đạo pháp ngập trời, lý niệm hùng vĩ, từng muốn thành lập được một cái không có áp bách, không có giết chóc, không có tranh đấu hoàn mỹ thế giới. Hắn mặc dù thất bại, nhưng hắn lưu lại đủ loại đạo pháp, đủ loại kỳ quan, nhưng lại có lớn lao thiên uy. Chủy thủ này mưa kỳ quan, đang ký thác cửu thương cổ hoàng giết hết thiên hạ tà ma, quét sạch càn khôn đại nguyện vọng. Năm đó cửu thương cổ hoàng tư tưởng chủy thủ vũ, số lượng có triệu tỷ tỷ đem, thậm chí là vô tận nhiều, có thể bao trùm toàn bộ vô vô thời không, thậm chí còn có thể đem vô vô thời không cùng bến bờ vũ trụ thế giới bích chướng xuyên qua, nhưng chủy thủ vũ rơi xuống bỉ ngạn bên trong. Diệp Thần hiện tại chế tạo chủy thủ vũ, mặc dù cũng không phải là đỉnh phong, chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng chủy thủ số lượng cũng thực không ít, mà lại đi qua thiên hằng chân nhân máu tươi rèn luyện. Mỗi một cây chủy thủ đều lộ ra lăng lệ huyết tinh phong mang. Đầy trời chủy thủ rơi xuống, tựa như đầy trời sao băng lớn rơi, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Xuy xuy xuy, đạo huyền tổ sư vừa mới triệu hồi ra trăm ngàn hung thú, lúc đầu giống như thủy triều hướng Diệp Thần cuồng sông mà đến, nhưng chủy thủ vũ rơi xuống về sau, tất cả hung thú đều bị chủy thủ xuyên qua, lập tức kêu thảm kêu rên lên, thân thể vỡ tan tán loạn thành nguyên thủy linh khí tiêu tán mà đi. Mà Diệp Thần chủy thủ tại xuyên qua hung thú, đâm rơi đến đại địa về sau, cũng là hóa thành nguyên thủy linh khí, bốc hơi mà lên, một lần nữa phiêu lên thiên không, lần nữa ngưng tụ thành chủy thủ rơi xuống, phảng phất vô cùng vô tận, không có dừng. Tinh Diên sợ ngây người, nàng có chút sợ hãi lui lại, chỉ sợ lọt vào chủy thủ vũ xuyên qua. Bất quá, Diệp Thần đạo pháp nhập vi, chủy thủ vũ phạm vi bao trùm, khống chế được phi thường tốt, cũng sẽ không ngộ thương đến nàng. Kia trăm ngàn con hung thú toàn bộ bị chủy thủ xuyên qua giết chết, giữa rừng núi một mảnh phốc phốc tiếng vang, rừng rậm cây cối cũng là bị Diệp Thần chủy thủ bắn phá đến một mảnh hỗn độn. Mau lui lại. Đạo huyền tổ sư ánh mắt âm trầm, vô cùng chấn động hét to hạ lệnh. Kỳ thật cũng không cần hắn hạ lệnh, khi nhìn đến chủy thủ vũ rơi xuống về sau, phía sau hắn rất nhiều đám võ giả, lập tức hoảng sợ kêu to hướng chạy ra ngoài, chỉ sợ lọt vào chủy thủ vũ ám sát. Một chút cửu đỉnh cảnh cùng thông thiên cảnh thần vương có thể chạy thoát, nhưng tu vi hơi kém một chút, liền trực tiếp bị dày đặc chủy thủ vũ giết chết. Xoát! Diệp Thần vung tay lên, khống chế chủy thủ vũ, đầy trời chủy thủ như sao rơi, hướng đạo huyền tổ sư chút xuống mà đi. Thiên không chi dực, mở! Đạo huyền tổ sư không dám thất lễ, quát to một tiếng, sau lưng triển khai một đôi màu xanh thảm minh mông cánh, chính là thiên không chi dực, tự do chân lý từ trong đó tản ra. Hắn chấn động lấy thiên không chi dực, cấp tốc bay lượn trốn tránh, vậy mà từ kia ngập trời chút xuống chủy thủ vũ trong khe hở, xuyên thẳng qua, ngàn vạn thanh chủy thủ rơi xuống, không đụng tới hắn nửa điểm góc áo. Cái này thiên không chi dực, ngược lại là lợi hại. Diệp Thần nhìn xem đạo huyền tổ sư sau lưng màu lam cánh, đều có chút nóng mắt, không nghĩ tới đạo huyền tổ sư cái này thiên không chi dực, tự do lẽ phải lại lợi hại như thế, kia thiên không chi dực đầu nguồn thiên không mệnh cách, lực lượng có cường đại cỡ nào, có thể nghĩ. Đầy trời bạo rơi chủy thủ vũ, cũng rơi vào Diệp Thần chính mình trên thân, nhưng cũng không có thương tổn đến hắn, mà là tại đặc thù nào đó pháp tắc tác dụng dưới, rơi xuống trong cơ thể hắn luân hồi mộ trong đất đi, cùng hướng về cửu thương cổ hoàng chỗ mộ bia. Vô tận chủy thủ bắn rơi, đánh vào trên bia mộ mặt, phát ra thanh thúy chanh chanh âm thanh, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm thấy, mộ bia bên trong một ít cấm chế bị đánh xuyên.
Cả khối mộ bia cũng dần dần nổi lên một cỗ kim sắc cùng màu trắng hỗn hợp quang mang. Kim quang là thiên đế cùng nhân hoàng ánh sáng, bạch quang là thuần trắng văn minh ánh sáng. Cửu thương cổ hoàng sắp thức tỉnh. Cả tòa mộ bia đều đang chấn động. Thiên đấu sát thần vui vẻ nói, rất tốt, cửu thương cổ hoàng lập tức liền muốn khôi phục. Diệp thần trong lòng cũng là vui mừng, chờ mong đã lâu cửu thương cổ hoàng, hôm nay rốt cuộc muốn thức tỉnh. Hưu. Lúc này, đạo huyền tổ sư lại chấn động thiên không chi dực, xuyên qua trùng điệp chủy thủ vũ, tránh giết tới Diệp thần trước mặt, kia chủy thủ vũ phong mang lăng lệ, nếu như có thể đánh trúng đạo huyền tổ sư, hắn cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng, bầu trời của hắn chi dực, tự do lẽ phải quá lợi hại, vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, từ dày đặc chủy thủ vũ bên trong xuyên qua, lại không nhận nửa điểm thương tổn, liền cả Diệp thần luân hồi bàn, đều không thể giam cầm tự do của hắn, hắn trực tiếp lấy nhất hừng hực tư thái, xuất hiện tại Diệp thần trước mặt. Thiên nộ thần phạt trưởng. Đạo huyền tổ sư quát to một tiếng, như là chín tiếng sét đánh, rung động thiên địa. Chỉ gặp hắn tay phải lật một cái, phù văn cổ xưa tại lòng bàn tay lấp lóe, tràn ngập cực kỳ khủng bố uy nghiêm, tiếp theo sát, một trường này liền như là từ trên trời cao hạ xuống thần phạt, mang theo tồi khô lạp hủ uy thế, ầm ầm đánh về phía Diệp thần lồng ngực, uy mãnh vô cùng. Diệp thần đồng tử co rụt lại, đạo huyền tổ sư khủng bố như thế một trường, hắn không dám đón đỡ, vạn hoa đồng huyết nhãn, ta thân nhập mộng huyễn. Lập tức, Diệp thần con mắt, liền hóa thành một mảnh huyết hồng nghiền nát bộ dáng, vạn hoa đồng huyết nhãn trực tiếp mở ra, đồng thời bên phải trong mắt hiện ra nhất câu trăng khuyết đổ đằng, kia là nguyệt chi thạch, mộng ảo khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp thần thi triển huyễn thuật, trực tiếp nhường thân thể của mình, tiến vào hư ảo trạng thái, thành một đạo huyễn ảnh. Đạo huyền tổ sư thiên nộ thần phạt trưởng liên đới lấy cả người hắn, đều từ Diệp thần thân thể xuyên qua, phảng phất Diệp thần căn bản không tồn tại, chỉ là không khí. Cái gì? Đạo huyền tổ sư ngẩn ngơ, quay đầu kinh ngạc nhìn xem Diệp thần, không nghĩ tới Diệp thần thần thông biến hóa như thế mộng ảo, hắn một trưởng này uy thế vô cùng, đủ để bạo ngập đầu cấp thiên đế, nếu như Diệp thần trúng chiêu, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng, đạo huyền tổ sư vạn vạn không ngờ tới. Diệp thần còn có như vậy thần kỳ mộng ảo huyễn thuật thủ đoạn, lại trực tiếp đem thân thể hóa thành huyễn ảnh mặc hắn võ đạo lại cao hơn, cũng không đả thương được Diệp thần mảy may. Suy suy suy, Diệp thần tránh thoát đạo huyền tổ sư một trưởng về sau, liền lập tức thôi động chủy thủ vũ, từng thanh sắc bén chủy thủ, điên cuồng hướng đạo huyền tổ sư ám sát mà đi. Đạo huyền tổ sư thất thần phía dưới, thiên không chi dực vận chuyển không khoái, lập tức bị không ít chủy thủ đánh trúng, thân thể máu chảy ồ ạt. Một trận bén nhọn kịch liệt đau nhức. Kịch liệt đau nhức truyền đến, đạo huyền tổ sư lập tức thanh tỉnh, ánh mắt trở nên hung ác ngang ngược, nói, luân hồi chi chủ, quả nhiên hảo thủ đoạn. Xem ra muốn trấn áp ngươi, ta cũng chỉ có vận dụng át chủ bài. Siêu thiên tàn tướng, mở. Nương theo lấy quát to một tiếng, đạo huyền tổ sư toàn thân kim quang nổ tung, một đạo nguy nga không biết nhiều ít vạn trượng kinh dị pháp tướng, từ phía sau hắn từ từ bay lên. Cái này đạo pháp tướng dâng lên, lập tức liền đỉnh phá thương thiên, rung động càn khôn, bàng bạc khí chàng quét ngang ra ngoài, nhưng trước đây Diệp thần triệu hoán chủy thủ vũ, cũng là trong khoảnh khắc chôn vùi rơi. Kia cỗ khí thế kinh khủng, còn đem Diệp thần cả người đều chấn đến liên tiếp lui về phía sau, giữa ngực bụng một trận khí muộn, cơ hồ muốn thổ huyết. Cho dù hắn đã thân nhập mộng huyễn, nhưng đối mặt đạo huyền tổ sư cái này đạo pháp tướng, lại cũng không thể ngăn cản. Đạo huyền tổ sư cái này đạo pháp tướng, kim quang hạo đáng, uy thế bá đạo, phảng phất có thể chấn áp hiện thực cùng huyễn tưởng không gian thời gian, lực lượng chi hung mãnh đã vượt ra khỏi trước mắt thiên đế phạm trù, mang theo một cỗ siêu trời đạo uẩn. Đây là, siêu phẩm thiên đế pháp tướng. Diệp thần hít sâu một hơi, có chút không dám tin nói. Đạo huyền tổ sư cười lạnh một tiếng, nói, siêu phẩm thiên đế pháp tướng, nhưng so với ta cái này lợi hại hơn nhiều. Ta đây chẳng qua là một đạo tàn tướng thôi. Bất quá, muốn đối phó ngươi, cái kia hẳn là đầy đủ. Đã từng đạo huyền tổ sư, tu vi vô cùng cường đại, siêu việt thiên đế phạm trù, tại mặt pháp thời đại về sau, tu vi của hắn mới rơi xuống, nhưng ngày xưa đạo thống pháp tắc cũng không hề hoàn toàn ma diệt. Nhưng nỗ lực to lớn đại giới tình huống dưới, đạo huyền tổ sư có thể điều động ngày xưa lực lượng pháp tắc, hiển hóa siêu thiên tàn tướng, bộc phát kinh thiên động địa hung mãnh thần uy. Chỉ gặp hắn gương mặt tái nhợt, huyết nhục cũng có chút tiêu tụy, đây chính là triệu hoán siêu thiên tàn tướng đại giới. Bất quá,
Đạo huyền tổ sư mảy may cũng không hối hận, nếu là có thể đánh giết Diệp Thần, cái này chút đại giới, hắn đủ để tiếp nhận. Hô! Đạo huyền tổ sư vung ra một trường, sau lưng kia siêu thiên tàn tướng, cũng đi theo huy trưởng giết ra, cuồn cuộn phong lôi bạo âm hưởng triệt, một trường này cũng chính là thiên nộ thần phạt trường, nhưng uy thế so với vừa mới không biết hung mãnh gấp bao nhiêu lần. Diệp Thần lập tức ngạt thở, cho dù hắn đã thân nhập mộng huyễn, nhưng đối mặt một trường này, cũng là không hề có lực hoàn thủ. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn không thấy rõ đạo huyền tổ sư trưởng thế, kia kinh thiên một trường, đã như trời sập bạo sát đến trên người hắn. Răng rắc răng rắc. Diệp Thần rắn chắc thụ đạo huyền tổ sư một trường, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một khối xương cốt, đều tại kia nặng nề trường lực nổ nát, kinh mạch cũng toàn bộ bị chấn đoạn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn thành cặn bã, tại chỗ liền miệng phun máu tươi, thân thể như một viên như đạn pháo bị đánh bay, cuối cùng trùng điệp đụng vào trên một ngọn núi, đem sơn phong đụng nát đồng thời, thân thể mình cũng vô cùng chật vật rơi xuống. Coi như hắn trốn vào huyễn tưởng, cũng không thể tránh thoát đạo huyền tổ sư kia siêu thiên tàn tướng oanh sát. Mở ra siêu thiên tàn tướng đạo huyền tổ sư, thực sự quá mức cường đại, khí thế bàng bạc chấn động toàn trường, sáng đạo cung cùng thiên hàng giáo phái đám võ giả, nhìn thấy đạo huyền tổ sư chỉ là một kích, liền đem Diệp Thần đánh thành trọng thương, đám người đầu tiên là sững sờ, mà là mừng rỡ như điên, bộc phát kích động tiếng hô. Tổ sư uy vũ, Tinh Diên quát to một tiếng, Diệp Thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 571.